Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, gan và thận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ tiêu hóa, giúp giải độc và bảo vệ sức khỏe cho cơ thể con người. Trong đông y còn có câu nói nổi tiếng rằng thận khí đủ thì bách bệnh trừ, nghĩa là khi thận khỏe thì mọi bệnh tật sẽ tự khắc tiêu tan. Còn gan đóng vai trò quyết định cho các hoạt động tiêu hóa, trao đổi chất, thải độc trong máu. Vì vậy, khi gan và thận không khỏe, ngay lập tức tất cả những hoạt động này sẽ bị ảnh hưởng, sức khỏe của chúng ta sẽ xuống dốc một cách không ngờ tới, gây ra các căn bệnh như là suy gan, suy thận, thậm chí là căn bệnh ung thư quái ác. Và một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thận và gan hoạt động không tốt chính là do chế độ ăn uống không khoa học, thường xuyên nạp các thực phẩm có hại vào cơ thể, gây tổn thương gan và thận. Thậm chí có nhiều loại đồ ăn cực độc nhưng vẫn rất nhiều người Việt đang nghiện ăn hàng ngày. Vì thế, nếu bạn muốn thận và gan của mình luôn khỏe mạnh, sức khỏe luôn được đảm bảo và có một cuộc sống ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, thì hãy loại bỏ khỏi thực đơn của mình những thực phẩm phá hủy gan thận ngay sau đây. Vậy đó là những thực phẩm nào mà chúng ta cần phải tránh, và nếu loại bỏ chúng thì điều kỳ diệu gì sẽ đến với cơ thể của chúng ta? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Đầu tiên đó là thịt nướng. Món thịt chiên rán hoặc nướng là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Bởi thịt nướng có hương vị thơm ngon, hấp dẫn nên khá nhiều người trong chúng ta thích món ăn này. Tuy nhiên, thịt chiên nướng sẽ làm biến đổi thành phần dinh dưỡng của thịt. Chính trong quá trình chế biến trực tiếp trên ngọn lửa, thịt, mỡ và các loại gia vị rất dễ bị cháy, sản sinh ra các chất gây hại cho dạ dày, gan và thận của bạn. Bên cạnh đó, trong thịt nướng cần phải ướp nhiều gia vị để có hương vị đậm đà. Khi bạn ăn nhiều món này sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa của gan thận, lâu dần sẽ làm suy giảm chức năng và hình thành các khối u gây ung thư gan. Thứ hai là đồ muối chua. Các món ăn như dưa muối, cà muối giúp kích thích vị giác, giúp bạn ăn cơm ngon miệng hơn. Và đây cũng luôn là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các món ăn này thường chứa nhiều hàm lượng muối và nitrit. Khi bạn ăn vào hai chất này sẽ làm tăng gánh nặng lên gan, khiến gan của bạn phải hoạt động vất vả, lâu ngày sẽ hình thành căn bệnh xơ gan. Ngoài ra, khi ăn các món muối chua không đúng cách, khi ăn còn muối chưa chín, nhất là ăn cùng mắm tôm sẽ tạo điều kiện sản sinh ra độc tố nitrosamin, một chất có khả năng gây nguy cơ bị ung thư dạ dày. Nhiều kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ những món chua với nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Đa số các món muối chua đều sử dụng rất nhiều muối để ngăn chặn các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm men hay nấm mốc phát triển. Vì vậy, việc ăn nhiều thực phẩm này đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều muối, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, dễ dẫn đến tình trạng đột quỵ và đau tim. Vậy nên, bạn hãy hạn chế ăn thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Thứ ba là nội tạng động vật. Những món ăn từ nội tạng động vật như lòng, tim, gan đều có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho con người. Tuy nhiên, những thực phẩm chứa nhiều chất béo và cholesterol cần phải cẩn trọng khi sử dụng vì sẽ không tốt cho gan. Khi một người ăn nhiều nội tạng động vật sẽ làm giảm thiểu hoặc ức chế sự bài tiết mật, khiến gan không thể thanh lọc được, dễ gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Thứ tư là caffeine. Đây là một điều khó khăn nếu một tách cà phê hoặc trà buổi sáng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Soda và nước tăng lực cũng nguy hiểm tương tự nếu bạn đã có vấn đề với thận. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng tiêu thụ caffeine lâu dài có thể làm nặng thêm bệnh thận mãn tính và có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh sỏi thận. Caffeine là một chất lợi tiểu nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nước của thận. Với số lượng hợp lý, cà phê sẽ không ngăn cản thận của bạn tiếp cận đủ nước để thực hiện công việc của mình. Nhưng vượt quá thì có thể là một vấn đề. Caffeine cũng kích thích lưu lượng máu và do đó sẽ làm tăng huyết áp. Một lần nữa, không phải là vấn đề nếu bạn có huyết áp bình thường, nhưng đây sẽ là điều bạn cần để ý nếu bị huyết áp cao. Thứ năm, đó là bia rượu. Trong rượu bia có chứa nhiều cồn và các chất kích thích. Các chất này khi đi vào cơ thể đòi hỏi thận của bạn phải làm việc hết công suất để xử lý và thải loại ra ngoài các độc tố. Uống nhiều rượu bia còn gây tổn hại nghiêm trọng cho gan. Thực tế đã chứng minh tỷ lệ những người mắc bệnh về gan và thận do uống rượu bia sẽ cao gấp 4 đến 5 lần so với những người bình thường khác. Thứ 6, đó là mì ăn liền.
Cuộc sống ngày càng gấp gáp khiến rất nhiều người có thói quen thay thế cơm bằng mì ăn liền. Mặc dù mì ăn liền rất tiện lợi, nhưng trong mì ăn liền chứa rất nhiều chất phụ gia như chất chống oxy hóa, hương liệu tổng hợp và chất bảo quản. Những chất hóa học này rất khó phân hủy, sau khi đi vào cơ thể đều thông qua gan để tiến hành chuyển hóa và bài tiết, do đó sẽ gây tổn thương cho gan và thận. Các chất độc tích tụ quá nhiều trong cơ thể và gây hàng loạt các bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh về gan và bệnh về thận. Thứ bảy là hạt dưa. Rất nhiều người thích ăn hạt dưa mà không biết rằng hạt dưa gây tổn thương nhất định cho gan. Mọi người thường rất dễ bỏ qua tác dụng tiêu cực của hạt dưa. Khi buồn chán, nhiều người ngồi cắn hạt dưa cả ngày, dẫn đến ăn quá nhiều, từ đó tích tụ nhiều chất béo không bão hòa trong cơ thể, gây rối loạn chuyển hóa chất béo. Chất béo này đều tích tụ ở trong gan, ảnh hưởng đến chức năng của gan, gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Do đó, mỗi lần ăn hạt dưa, chuyên gia kiến nghị nên ăn hạn chế và không được ăn quá nhiều. Thứ 8 là quả bơ. Mặc dù bơ cực kỳ phổ biến và được ca ngợi rất nhiều bởi tính chất dinh dưỡng đa dạng, nhưng nếu ăn quá nhiều bơ có thể gây nguy hiểm cho thận của bạn, đặc biệt là những người đã bị bệnh thận trước đó. Lý do xuất phát từ việc loại trái cây này chứa hàm lượng kali quá cao. Cơ thể chúng ta rất cần loại chất khoáng này, nhưng quá nhiều kali trong máu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như chuột rút cơ bắp và nhịp tim không đều. Thứ 9, đó là muối. Một chế độ ăn uống lành mạnh chỉ nên bao gồm tối đa 2.300mg natri mỗi ngày, tương đương với một muỗng cà phê muối. Nếu bạn ăn quá nhiều muối, thận của bạn sẽ phải làm việc cật lực hơn để loại bỏ lượng natri dư thừa. Do đó, chúng sẽ bắt đầu giữ nước. Điều này có thể dẫn đến bị huyết áp cao. Để giữ cho thận khỏe mạnh, bạn có thể nêm thêm các loại gia vị và thảo mộc khác thay vì lạm dụng muối. Bạn cũng nên giảm tiêu thụ các loại thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như súp và rau đóng hộp, pizza đông lạnh, salad trộn bởi chúng thường chứa rất nhiều muối. Thứ 10, đó là đường. Ăn quá nhiều đường không chỉ có hại cho răng mà còn gây hại cho gan của bạn. Tại gan, fructose sẽ được chuyển hóa và một phần tạo thành các giọt chất béo. Vì vậy, việc sử dụng quá nhiều đường tinh luyện và siro hàm lượng fructose cao sẽ gây tích tụ chất béo dẫn đến các bệnh lý về gan. Một số nghiên cứu cho thấy rằng đường có thể gây hại cho gan tương đương với rượu, ngay cả khi bạn không bị thừa cân. Do vậy, cần hạn chế các thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt và kẹo ngọt. Quý vị thân mến, gan và thận là những cơ quan quan trọng bậc nhất trong cơ thể. Tuy nhiên, chức năng của gan và thận không phải là vô hạn. Nó có thể suy giảm nếu như bạn ăn uống không khoa học, lười vận động hay sinh hoạt không lành mạnh. Từ đó khiến gan và thận suy yếu, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, sinh ra nhiều loại bệnh tật nguy hiểm. Vậy nên để bảo vệ sức khỏe của gan và thận thì ngoài việc tránh những thực phẩm trên đây thì quý vị cần loại bỏ ngay những thói quen gây hại cho hai cơ quan chủ chốt này. Thậm chí đây là những điều tưởng chừng như vô hại mà rất nhiều người vẫn vô tình duy trì hàng ngày. Thế nhưng đó lại chính là nguyên nhân gây nên các căn bệnh như là suy gan, suy thận, thậm chí là ung thư, làm suy giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Vậy đó là những thói quen nào mà chúng ta cần phải tránh và khi loại bỏ chúng thì sẽ giúp ích gì cho cơ thể của chúng ta? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Thói quen đầu tiên đó là nhịn tiểu buổi sáng. Cơ thể đã tích tụ nhiều chất độc tố sau một đêm dài và đi tiểu chính là cách thải độc tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn cứ kìm nén cảm giác đi tiểu để đổi lại vài phút ngủ nướng hay làm những việc khác thì hậu quả chính là làm cho độc tố tích tụ nhiều trong cơ thể. Về lâu dài, chức năng gan sẽ bị suy giảm nghiêm trọng và khiến cơ thể dễ mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm, thậm chí còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thận, gây ra các căn bệnh như suy thận, sỏi thận và cụ thể như sau. Đầu tiên, đó là gây ra căn bệnh suy thận. Do thường xuyên nhịn tiểu nên không thể lọc được các độc tố và chất thải ra ngoài cơ thể bằng đường tiểu tiện. Mức độ chất thải nguy hại trong máu tích tụ có thể gây ra ảnh hưởng đến thành phần hóa học của máu. Thận sẽ có dấu hiệu bị suy. Các triệu chứng của suy thận bao gồm các vết bầm tím, phân có máu, tính khí thất thường, tâm trạng mệt mỏi và buồn ngủ. Phương pháp điều trị bao gồm việc cân bằng lượng chất lỏng trong máu, thải độc tố ra khỏi cơ thể, phục hồi chức năng của thận và dùng thuốc để khôi phục lại mức canxi trong máu. Trong một số trường hợp, chạy thận hoặc ghép thận được yêu cầu.
Thứ hai, đó là bệnh sỏi thận. Và nếu nhịn tiểu, những viên sỏi trong thận sẽ được hình thành với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau do các cặn canxi không được đào thải hết ra ngoài cơ thể, lưu lại và tạo thành sỏi. Sỏi thận có thể hình thành do sự bất thường cân bằng nước, muối, chất khoáng và các chất khác trong nước tiểu. Hầu hết mọi người không nhận ra có sỏi thận cho đến khi họ đi tiểu. Đi tiểu có thể đau đớn, có máu và có thể gây buồn nôn. Việc điều trị phụ thuộc vào kích thước của các viên sỏi. Sỏi thận nhỏ chỉ cần điều trị bằng thuốc và uống đủ nước. Thứ ba là làm giảm ham muốn ở nam giới, gây vô sinh ở nữ giới. Với nam giới, thói quen nhịn tiểu sẽ ức chế dây thần kinh trung ương, làm rối loạn các chức năng cương cứng, gây xuất tinh sớm, giảm hưng phấn khi quan hệ tình dục. Còn đối với nữ giới, nhịn tiểu gây ức chế lên vùng xương chậu, cổ tử cung và các bộ phận sinh dục khác, khiến cho việc yêu trở nên đau đớn và giảm hưng phấn. Nguy hiểm hơn, chị em còn có thể có nguy cơ dễ bị vô sinh khi nhịn tiểu thường xuyên, bởi thói quen này làm cho bàng quang tích trữ chất lỏng quá nhiều, phình to ra và chèn ép tử cung, khiến cho tử cung khó về vị trí cũ. Thói quen thứ hai là bỏ bữa sáng. Rất nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng. Các chuyên gia cảnh báo rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu lâu ngày không ăn sáng sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và thiếu protein gây tích tụ mỡ trong gan. Nếu ít vận động, không tập thể dục để cơ thể tích tụ lại nhiều calo không tiêu hao được, dần dần cơ thể sẽ tích trữ chất béo gây nên bệnh béo phì và nặng hơn là bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn thế nữa, nếu không ăn sáng hoặc khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài thì mật trong túi mật không được làm việc. Lâu ngày mật sẽ trở nên nhớt lại và cuối cùng dẫn đến sỏi mật đầy nguy hiểm. Thói quen thứ ba đó là thức khuya. Khoảng thời gian buổi tối từ 23 giờ cho đến 1 giờ sáng hôm sau là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Lúc này, gan có chức năng sẽ làm nhiệm vụ thải độc, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Còn trong khoảng từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, túi mật trong gan sẽ giúp cơ thể tiêu hóa chất béo, mỡ xấu, cholesterol trong thức ăn và trong máu. Cơ quan gan có chức năng thực hiện tốt nhất các vai trò này khi cơ thể trong trạng thái ngủ sâu. Nếu bạn duy trì thói quen ngủ không đủ giấc, thức khuya hoặc thức trắng đêm trong một thời gian dài, các cơ quan của cơ thể phải làm việc quá sức sẽ sản sinh ra nhiều chất cặn bã dư thừa từ hoạt động chuyển hóa của tế bào. Điều này sẽ làm tăng gánh nặng đối với hoạt động chuyển hóa thải trừ và giải độc của gan. Từ đó chức năng gan bị ảnh hưởng từ từ, âm thầm và lâu dài. Đồng thời, thức khuya kéo dài làm đảo lộn nhịp sinh học của cơ thể. Điều đó có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bạn, làm giảm khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus viêm gan B. Thói quen thứ tư đó là hoạt động mạnh. Tập thể dục buổi sáng từ xưa tới nay vẫn được xem là cách rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và rất khoa học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu bạn vận động mạnh ngay sau khi ngủ dậy sẽ rất dễ bị mắc các bệnh về tim mạch và gây đột quỵ rất nguy hiểm. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và phát huy tối đa hiệu quả của tập luyện thể dục buổi sáng, ngay sau khi tỉnh dậy, bạn nên ngồi nghỉ một lát cho khí huyết âm dương trong cơ thể được cân bằng và lưu thông. Tiếp theo, bạn cần khởi động nhẹ rồi mới đi tới bài tập thể dục chính. Quý vị thân mến, như vậy để bảo vệ tốt gan và thận, ngoài việc duy trì một thực đơn dinh dưỡng khoa học và tránh những thực phẩm gây hại, thì bạn cần duy trì cho cơ thể mình những thói quen tốt hàng ngày để bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Chúc các bạn sẽ luôn có một sức khỏe tốt và thật nhiều năng lượng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.